Quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang có mặt tại khu nhà của em của một cô chăn dê. Lẽ ra thì trong hôm nay thì khi mà em Dương từ dưới Hà Giang lên thì hôm nay em cũng muốn đi vào trong chỗ nhà của anh Vừ để hoàn thiện cái ngôi nhà của anh Vừ luôn. Tuy nhiên thì cũng nghe được, nhận được cuộc gọi của em của, em cũng có nói rằng là anh ơi, bây giờ hiện tại thì đấy, cái sự việc xảy ra cái ngày hôm trước với lại bác ấy, thì hiện tại bây giờ em cũng, người ta cũng không cần em đi chăn dê cho nữa. Và cơm ăn thì bây giờ em đi xin ăn người ta thì cũng không được, thì đi đi xin người ta ăn chửi ấy. Thì cũng có gọi cho em Dương và là anh xem có giúp em mua một ít bơ gạo về cho em ăn được không. Chào anh nhá. Chào em. Đấy, thì em Dương mới cũng có lên đây luôn, bởi vì là không biết là em đã nhịn đói bao nhiêu lâu rồi. Vì mấy hôm là em Dương cũng có đi dưới Hà Giang thì cũng không lên đây được. Đấy. Thì đây có, em Dương cũng có trích quỹ của cô bác Mạnh Thường Quân có mua cho em tạm thời là một bao gạo này. Đây trong này có một vỉ trứng nhá cô bác nhá. Vì là không để tiện, không tiện để thì em Dương cũng cho vào trong túi luôn. Trong này có, đây có dầu ăn này. Đấy, trong này dầu ăn này và mì tôm với cả có cả phở nữa. Và chỗ nhà em của thì đây cô bác. Ồ, nhà em của hiện tại là chưa có điện. Mấy hôm vừa rồi, mấy lần trước từ cái những tiếp phim đầu tiên anh em có vào thì lúc đó anh em vẫn cũng chưa nghĩ tới và cũng không để ý, vì hôm nào vào cũng chỉ là vào ban ngày ấy. Có một lần em Dương cũng nhớ là hình như là không có điện, mà vừa rồi thì đây thằng nhân tiện hôm nay anh em vào thì cũng có mua một cái bộ đèn năng lượng mặt trời để vào cho em của luôn, để em có điện thắp sáng vào ban đêm luôn. Đấy, thì nông nghiệp biết nói nhá. Lời dua cho chú thiết mi tông thiết kè là phú này. Còn đi cho tỉnh trá tu đấy. Có hãy lục xoay lời cho phao đấy. Đấy, em cũng gửi lời cảm ơn các cô bác đã gửi những cái khoản hỗ trợ về giúp đỡ cho em. Hay mà. Nên này thì sớm sớm lên cho phao thế thì nên mà bây giờ có tới cháu nó theo sớm này. Cháu của xin chân thành cảm ơn. Sớm 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 thầy cảm ơn. Các cô bác. Các cậu bạn. Vâng, đây là bạn em của cũng nói một lần bằng tiếng dân tộc rồi. Vì em Dương cũng muốn dạy cho em cách nói tiếng phổ thông nữa ấy. Thì thời gian này thì anh em cũng đi nhiều việc quá, cũng không đưa em của đi cùng được. Đấy, thì tạm thời là cứ như vậy đó. Còn có một số việc nữa em Dương cũng đang khá là trăn trở về chỗ nhà của em của đây. Thì lát nữa bây giờ ở đây ngoài này hơi nắng, chắc là em tí nữa lên trên kia thì em Dương cũng xin thưa với các cô bác, cũng như là muốn gọi là trưng cầu ý kiến cũng như sự góp ý của toàn thể quý vị khán giả cũng như các cô bác Mạnh Thường Quân đối với anh em để có hướng giải quyết cũng như là muốn giúp đỡ em của một cách hiệu quả nhất. Đấy, đi đi, hộ anh vác đồ đi. Hay là cái này em quay phim cầm hộ anh đi. Nắng quá nhỉ. Đói cơm không? Chép lát thì say. Trái thì chỉ mất chín non, dùng trái. Hả? Dùng trái thì chỉ mất chín non. Đói lắm rồi à? Thế thì tí nữa nếu mà nấu cơm hơi muộn không kịp ấy, đang vội đói quá thì anh cũng có mua cả mì tôm này, tí nữa ăn tạm mì tôm đã. Nhá. Vâng. Mấy hôm nay có đi đâu nữa không? Hả? Ủa, cái này của nhà nào phơi cái thuốc Lào nhỉ? Của? Hả? Từ từ cho đi này. Từ từ cho hòn lúc trên đi. Cái này phơi để bán à? Hay như nào? Vâng. Lên ra mùa rồi chứ? Này, dễ như con hầu nữa à? À, để nhà tự hút à? Vâng. Thì đỡ phải mua được cái loại thuốc nguyên chất luôn. Vâng. Trên khu này thì tạm thời mấy hôm nay là thời gian này thì anh em cũng ở dưới kia đi đưa em nô bụng to đi xuống dưới kia để chữa bệnh ấy, không ở nhà thì cũng ít khi lên đây, không biết là trên này có thời gian này có mưa hay không. Thời gian này mấy hôm nay có mưa không à? Của hả, chi tranh đi của lò ná nhà thì lò lô hả chị? Mưa to à? Con chào bà nhá. Nó chép à? Bà đi đâu về à?
Ông ơi, chỉ lòi á? Đây, bà của em của đây, đi ra kia đi. Đây, em của là đun bếp sẵn chờ anh em luôn. Vì hiện tại là em không còn cái gì ăn nữa. Đấy. Còn số liên lạc của anh Cấy thì em của là không có. Trước anh em là cũng không được nhắn em của. Đang đun bếp để chuẩn bị nấu cơm à? Đây cô bác ạ. Em của nói rằng là gọi điện cho em Dương xong rồi thì biết anh em vào đây thì sẽ mua gạo vào cho em, thì em nhóm bếp chờ sẵn luôn để nấu cơm ăn. Vì bao nhiêu ngày không được ăn cơm rồi, ăn tầm nốt chỉ đó nó mò là. Ngày nào mà những mùa đó tụ bà nó ô gió hè ô dễ giờ bây giờ thì nên chỉ là ngày gió tuổi ô gió nổi không được nhiều gió thêm mùa đó thì lại té tàu có tàu gió nổi lâu lâu thì tàu đầy gió nổi thì chỉ mua gió nổi sao đại tiền lâu lâu này ô gió có sao gió nổi như cha ô thứ hay ô hao tụ bỏ trẻ đi làm thuê cày nương nhưng mà có được cơm ăn không, tầm món nào chị đó. Mua mà nó tụt bỏ trẻ. Đi làm tức là phải đi làm thuê cày nương cho bà thì mới được ăn. Thế bình thường những hôm khác không có gạo không xuống nhà bà ăn được à? Chỉ tàu là. Chỉ tàu. Đấy cô bác. Đây em Dương xin phép không được bình luận thêm nữa. Đấy bây giờ em của cũng có nói tận một ngày cả một ngày nay rồi. Em của là không được ăn cơm thì bây giờ tạm thời em Dương sẽ cất tạm cái áo đi đấy. Sau đây anh cũng có mua đấy cái đèn năng lượng thì tạm thời cứ từ từ đã, bây giờ cứ giải quyết cái cơn đói của em của đã. Đèn năng lượng thì anh em cũng mua cái loại giống như của cháu trai lớp 3 mồ côi và bố con em già nhé các bác nhé. Đây là anh em có mua một vỉ trứng này cho kén này, một bao gạo này, và đây trong này có mì tôm thì hôm nay anh em đi mua lấy mua lẻ cơ, không tại là nó không đủ ấy. Đấy có mì tôm này, có một gói muối này, và trong này có đây mì chính đây. Đấy và có cả mua hai bó phở đây này. Đấy nhá, thế thì tạm thời cứ làm mì tôm ăn đã nhá, xếp lại mà uống mì tôm nào thế nhá. Thế thì đấy là những cái đấy là những thực phẩm, còn cái này là cái đèn năng lượng mặt trời, nhưng mà bây giờ em cứ nấu mì tôm ăn đã đi. Uống mì tôm nào đây chưa. Cái chả ùa tàm mà vừa ăn mì tôm xong thì hãng lắp cái đèn năng lượng này. Đây cô bác ở chỗ đi em đi rửa nồi đi xong nấu cơm đi. Đấy nấu mì tôm đi. Đây cô bác, chỗ nhà của em của là chưa có điện, những nhà khác người ta thì những nhà khác thì người ta có rồi, bởi vì là ở đây thì người ta có tiền, người ta kéo được thì người ta kéo, chứ còn bây giờ chỗ nhà em của là không có. Đây ở phía bên kia cũng có cái gì điện lưới rồi kìa. Đấy vì em của là không có tiền, em mồ côi mà cơm ăn không có thì sẽ nói gì để mà lấy tiền kéo điện nữa các bác. Đấy là rất là tội cho em, bảo là bây giờ hiện tại thì đi đấy, phải đi làm thuê cày nương cho bà thì đi cày để bà trồng rau ấy thì mới có được một ít cơm ăn, còn đi những nhà khác rồi xin ăn thì bây giờ khó, người ta không cho nữa và còn chửi cho nữa. Thì em của mới có sáng nay mới gọi sớm cho anh em thì anh em cũng có cấp tốc vào đây luôn. Đấy là công việc ở trên này là gọi là anh em cũng sắp xếp và chưa được ổn thỏa, mong là các cô bác cũng thông cảm cho anh em, bởi vì hôm đấy anh em đi là cũng vội đi để mà đưa cho em Nô đi rồi ấy các bác. Đấy bệnh tật của em Nô nữa. Rồi thế đi lấy nước thì lấy nước. Cái đây là chờ thì kho sụp no chưa. Đi. Đói quá thì cứ đi lấy mì tôm về ăn tạm nữa đi. Đây này các bác này, củi này thì chắc em cũng vừa đi bổ về sao. Đi lấy củi mà lấy được củi về thì nhà lại cũng không có gạo ăn cơ. Còn chỗ rau thì em cũng vừa mới trồng này, vừa mới mọc một tí này. Đấy, cái này chưa nên ăn, chưa ăn được. Còn không, ví dụ bình thường những hôm nào mà em không có gạo ăn thì có thể là em hái rau ăn được, nhưng mà bây giờ vì là rau của em là chưa đủ lớn. Còn cái
cái rau bí này này, rau bí này thì được cũng hết mùa rồi sao, nó cũng chết mất rồi đấy. Phải gọi là thật sự là cũng khá là may mắn, thì hôm nay là hôm qua anh em lên đến nơi thì hôm nay là em của cũng gọi luôn, thì anh em cũng được cấp tốc lấy mang vào đây luôn. Còn ở chỗ nhà bên kia là đấy, chỗ nhà em nô bụng to đấy các bạn, chỗ em ở bên kia đây, vì hiện tại thì em cũng đang đi xuống dưới viện để mà điều trị bệnh rồi. Thì hình ngày hôm nay lúc sáng nay thì em Dương cũng có gọi sớm, tuy nhiên thì lúc đấy thì bác sĩ người ta chưa truyền, thì em Dương cũng chưa hỏi được em Sùng, thì em Sùng có nói là cũng vừa mới ăn sáng xong đấy. Thì em mặc dù là khi mà anh em có về nhà nhưng mà vẫn sẽ liên lạc cũng như là cập nhật thường xuyên những cái tình hình của em nô ở dưới kia, cũng như là thông báo với toàn thể quý vị. Đây em dọn cái đồ này đi ra của đấy khờ khờ chất trên này mà. Khám một chút. Bây giờ là chờ em của ăn cơm đã, chờ em của ăn mì tôm đã, bởi vì là em hiện tại đói quá. Sau khi em của ăn mì tôm xong thì chắc anh em không biết đang lắp cái này ở đâu đây, lắp trên mái à? Trên mái em của thì có một số chỗ thì lại bị hỏng mất rồi. Của cái nồi mì tôm đi, để anh xem cái này đi. Anh xem xong tí nữa xem là lắp ở đâu, thì lắp được thì cũng lắp luôn. Hay là đặt cái bóng ở đây nhá. Vâng. Đặt cái bóng ở đây xong là cái tấm pin này thì để trên mái chuồng bò, không biết dây có đủ không? Giờ dây không đủ thôi. Đây, cái lại bộ này cũng giống như của chỗ nhà em già với lại cháu trả như cô bác nhé. Đấy, có đầy đủ dây đây này. Đấy, có điều khiển đây. À, cái này là pin à, pin kia. Cái ô cái này lắp kiểu gì đây? Hôm vừa rồi thì anh cái chẳng thôn không biết lắp cho mình. Biết lắp kiểu gì đấy nhỉ? Đây, bà đang nấu mì tôm thì của gia hộ em Dương. Anh nào? Cho lên trên này nhá, cho lên trên mái chuồng bò này được không? Nên muốn chỉ thằng đi mua. Lùn lùn thằng này. Đi vào trong đi, đi vào trong đi. Đi vào trong đi. Mua trên một chạy. Cái bên kia là không dây hơi ngắn không tới các bạn. Là anh em phải đổi đầu cho xong bên này. Đổi cho anh à? Từ từ, chưa từ từ nhá. Được rồi, được. Rồi. Đấy. Được chưa? Để đây nhá. Để đây xong chiếu sang chiếu ra đây được đúng không? Đúng rồi. Ok chưa? Ok rồi. Ok rồi. May quá, dây cũng đến cũng vừa đến cái chỗ cột này luôn. Anh em đóng đi mình lường lượng. Đi mẹ ăn không được cột này đâu. Này cô bác ạ, bởi vì là cái cột nhà em của này loại này nó hơi cứng, anh em đóng đinh không được, chỉ đóng được nó vẫn đóng được vào một chút mà sợ không chắc ấy, để buộc thêm cái dây này vào. Nhưng mà còn với đối với lại loại dây thì cô bác cũng hay yên tâm. Như trước em Dương cũng họ hộ em chứ 14 tuổi sửa cái lều ấy đấy, không phải là trêu đâu mà cũng nửa đùa thật, bởi vì cái dây này cũng rất là chắc quá, dây này rất là chắc. Anh Long bên cao nguyên đá mới bảo là có loại này có thể là cái gì kéo được cả xe tăng đấy các bác đấy, nó vui như vậy đấy, vì cái này cũng rất là chắc nên là các bác hãy yên tâm. Với cả cái đèn năng lượng này nó cũng không quá nặng. Anh em vừa đóng đinh vừa buộc vào như thế này để cho nó đảm bảo an toàn và cũng như chắc là không bị rơi, vì cái dây này tương đối là ngắn, không lẽ anh em cho vào sâu bên trong một tí nữa. Của thì kiếm thêm một cái đoạn dây để buộc cái này vào cho gọn vào. Của thì cho lối thế, từ khi tao cho tao son ấy. Được rồi. Đấy, dây vẫn hơi trùng nhỉ. Nãy
Nhiệt nhi nhiệt không? Nhiệt hả? Nhiệt mà. Nhiệt à? Nhà bà là có điện lưới rồi nhỉ? Tớ nghe mua tỉnh công chúa hả? Mua à? À đấy, nhà bà thì có điện lưới rồi, còn mỗi nhà em của không có đâu. À. Em của một mình là bây giờ cơm ăn còn không có thì bây giờ lấy đâu ra để tiền để mà kéo điện. Bà bảo là của cháu của là vẫn chưa có, bây giờ bố của cháu của thì mất rồi, còn một mình của đây cô không có tiền để kéo. Thì đấy, bây giờ thực tế cái hoàn cảnh của em như thế rồi thì lại còn cơm ăn không có như ngày hôm nay đấy. Đấy, mấy ngày là cả một ngày trời không có cơm ăn, phải gọi cho anh em mà là anh em hỗ trợ mang gạo về để cho em của ăn. Con dao đuổi như của nhà đấy, cắt đi cho gọn gàng. Đấy, được rồi. Đây, em quay phim là khai trương trước rồi của bác ạ. Đây nhá, của anh Bảo nhá. Từ, cất con dao đã. Đây, nút bật ở đây nhá, khi con đi nhá. Nút bật ở đây này, tắt ở đây này. Khi con đi, tù con đi. Khi con đi, tù con đi. Ừ, đấy, đây bật này. Đấy, thấy chưa, sáng chưa? À, đúng rồi. Đấy, con tắt ở bên này nhá, tù con đi. Đấy, này, em thử làm nào, bật xem nào, khi nào. Hả, tỏ lỡ. Đấy, à, đúng rồi. Ừ, bà đây, bà. Ơi, đấy, ơi, à, bố, đấy. Đây bà, ừ. Bác này, bà giật em của đi để bà bật để hôm nào bà còn bà ở đây bà lên bà còn bật đấy. Đúng bà, tụi cô. Dùng áo luôn đi nhá, chỉ sau là niền tên nhá. Dùng áo luôn từ con đi. Ừ, dùng áo luôn đi nhá. Bọc ở áo luôn thì sao? Không biết làm thì bấm hai nút tắt này được rồi. Đúng rồi. Thấy chưa? Thế còn mấy cái này thì không biết là bấm lại đến lúc này, bởi vì cái này có một cái nút này là bây giờ bấm cái này thì nó sẽ không tắt mà là nó sẽ theo cái hẹn giờ này. Vâng. Đấy. Thì bây giờ mình không biết thì cứ bấm cái này thôi. Thấy chưa? Đây pin cho này, đây cất cái này đi không cho trẻ con nghỉ cứ nhá. Cứ bật liên xong là đến lúc này tối hết điện đấy. Được rồi, cất đi. Còn mấy cái này vì có bác ở đây là cái chỗ này là anh em không có chỗ để mà cài khoan và cài ấy thì cái này cất đi. Còn chỗ nhà em của thì anh em cũng có dùng đinh mà đóng mà cài mắc lên rồi. Đấy, ta cho đi cho chế nhá. Vâng. Ừ, cam cho chế đi. Đấy, còn cái tấm này là anh em cũng có đặt ở trên mái chuồng bò của em của rồi. Ở trên đấy nó cũng dốc như thế này. Và để trên đấy thì cũng không sợ là sẽ bay như nào đâu các bác nhá. Các bác yên tâm. Đấy đó thì lấy mì tôm về ăn đi. Đây bên này thì đấy, bà cũng đã nấu mì tôm được để cho em của rồi, nhưng mà vì là anh em đang mải làm cái bóng điện kia quá, bây giờ mì hơi trương một chút rồi. Mát đũa và cũng như là những cái vật dụng để ở đây thì cũng được của bác có hỗ trợ mua cho thì em cũng có đầy đủ rồi, nhưng mà giờ là đang có mỗi thiếu cái ăn thôi. Cô bác ạ, thì ngày hôm nay thì em Dương cũng đấy có một cái việc khá là trăn trở. Đấy, ví dụ cho những ngày như trong ngày hôm nay em của là không có cái ăn, là cũng gọi cho anh em thì anh em mới mang gạo vào. Những cái việc trợ giúp như thế này chỉ những biện pháp tạm thời thôi. Ít nhất bây giờ em Dương đang lăn tăn là không biết làm như nào để cho em có thể tự lập, có cái cuộc sống riêng của em. Mai này kể cả anh em không trợ giúp cho em nữa, không lên đây hỗ trợ giúp đỡ em nữa, cô bác cũng không giúp em nữa thì em cũng vẫn có cái ăn cái mặc. Thì bây giờ đấy, em Dương là đang không biết là giải quyết cái vấn đề này kiểu gì, mà cái khoản quỹ của bác có gửi đến thì hiện tại cũng không còn nhiều, có khoảng hơn 10 triệu thôi. Hôm nay cũng có mua bộ đèn năng lượng cũng như mua cho em ít nhu yếu phẩm nữa thì chắc bây giờ cũng tầm hơn 10 triệu thôi cô bác ạ. Đấy, thì qua đây thì còn về vấn đề nhà cửa thì đối với nhà của em của hiện tại thì nếu mà có sửa sang lại thì cũng chỉ thay những cái tấm ván mà bị hỏng đây thôi. Còn mái ở phía bên trên thì cũng tạm thời như vậy là vẫn được, cũng duy trì được khoảng tầm 4-5 năm nữa. Còn nếu mà có thêm điều kiện thì có thể láng thêm cái nền nhà. Nhưng mà cái biện pháp về cái trước mắt ở đây đang là cái
cái ăn cái mặc của em nữa cô bác ạ. Đấy, bây giờ đang vướng cái ăn cái mặc của em đây này. Không biết là làm thế nào để cho em trước thì cũng anh cái trưởng thôn có mua mua giống rau về để cho em cuột, cũng có trồng rồi. Tuy nhiên thì là bây giờ vướng cái gạo ăn cơ cô bác ạ. Này cô bác, em của là đói quá rồi nên là ăn tương đối là vội. Cái này cũng hơi thực sự là cũng không được sự cho lắm. Vì là em cũng đói quá cả một ngày nay rồi, em không ăn được ăn gì rồi. Đấy, em mới ăn như vậy. Còn chi tiết trong ngày hôm nay anh em mua những gì cũng như hết bao nhiêu tiền thì anh em Dương sẽ ghi ở phần đầu video sau nhé cô bác nhé. Vì là đấy, còn cái lúc nãy thì em Dương cũng có mua gạo vào, nhưng mà em của là bây giờ để mà chờ gạo ấy thì sẽ nấu cơm thì sẽ lâu. Em thì đói quá rồi, trận thời gian cũng được một thời gian khá dài, cậu được mấy hôm, được một hôm không ăn cơm rồi, phải đòi biết là nó đói như thế nào. Em lại đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Đấy. Ờ, ăn no rồi. Ăn no rồi à? Vâng. À, thế em rửa bát đũa đi nhá. Vâng. Đây cô bác, ngày hôm nay thì em Dương cũng có mang cái đèn năng lượng vào trời vào cho em của, cũng như là mua thêm nhu yếu phẩm vào cho em của ấy, thì cũng có gặp bà ở đây. Không biết là bà là liên ở cùng với của hay như nào? Hả? Hay là liên bà liên em gì ấy? Bây giờ anh hỏi này. Nương của em trước bố em mất là không còn một tí nào à? Ồ, cho tên là chỉ mua hay khó lắm? Chỉ mua. Không có rồi á? Là... Ủa tất cả mẹ thả thiếu mũ sổ tà ôn. Thả thiếu sổ tà mũ sổ ôn trở lại. Ôn trở lại ăn thua tà thế ăn trở lại bộ tà. Lăn sổ mũ sổ là nó tà thế á. Lào cho tên nó tà cho tên chứ mua chứ nó. Sao nhỉ? Là chứ chỉ... จองในมือถือของเจ้าแม่นะก็มีมือถือเลยมือถือที่ตัดเสียได้จองในเจ้าก็คือเจ้าของเจ้าเลยจองให้คนแม่มาได้ที่ผู้หญิงที่มาทำตายแล้วส่วนท่าตาในนี้ได้ฝากของที่นกคนได้คนปีเดียวเดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวที่หลังสาธุจะคนเราเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้งปั้นอะไรอินด้าเราเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่หลังสาธุตู้เนาะมันเนาะต่อเลยแต่มาเดี๋ยวเราเชี่ยวจนเราอุ้งจะเตะแต่เราเชี่ยวพวกกูด่าเนี่ยที่ không có cơm ăn thì đấy, thì có đi chăn dê cho nhà bác được không? Không, vừa chỉnh một xe chỉ bút từ phao đi. Ủa, giờ thì ông chỉ một xe nào chỉ rồi, thì bỏ xe thì con này, thế chỉ con này có gì rồi, thì ông này cái hà nội mồm bay đấy, thì chỉ một xe nào thì nó chỉ rồi, xe mà thế rồi thì chỉ xe chỉ xe mà là chạy hoa chị. À. Thì sao vẫn nếu mà đi đi chăn dê thì không được cơm ăn? Sao lại không được cơm ăn? Ở trong một xe chỉ đó nó mòn nó đấy. Dạ, giờ thì dùng một sách to là mà thì thế thì ở sách lắm mà anh chị còn mà nó giờ thì ở chỉ nói chuyện nhân đạo giờ thì ở sách là chỉ ở nó giờ thì chỉ sách gì xíu thì ở chỉ sách chỉ nó làm trên hoa là từ chỉ nó mong à. Này có bác ạ, bởi vì là đây như trong mấy ngày hôm nay thì hôm vừa rồi cũng xảy ra cái việc giữa em của với lại bác ấy, thì bây giờ em của là cũng không không đi chăn dê cho bác nữa, nhưng mà ý là bây giờ nếu mà em của mà không đi chăn dê cho bác như cái miếng ngày hôm nay em không có cái ăn thì anh em không vào được, em của cũng không gọi được ấy, thì em của lại không có cái ăn nữa, là tận đấy đi gọi là bà, nhưng mà em của phải đi làm thuê bà để mà cày nương cho bà, cày nương để trồng rau ấy thì mới có một ít cơm ăn của bác ạ. Đấy nên là bây giờ để mà cái biện pháp lâu dài thì cũng chưa biết phải làm như thế nào, gọi là mưu sinh đấy. Còn nương thì nương thế của vẫn có một tí đúng không, của nhà em ấy. Cho tê cho a chỉ chú ý khó thế á. Ông cho a chỉ trông mà nhìn nhớ đây đây xin chính ở xa ở xa. Thế trồng ngô được không, cho bất cứ tại gì đó cho tao mà giờ giờ phá phá này giờ tiền phá phá cho nó tí tí nhỏ 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 tí giờ tiền mình mày lấy bé thì chúng mà sao thì sau này chạy xuống thì là ở là số phá thì bị phải lại thế giờ tiền nhiều chạy thì mày mày mua lúc rồi tết thì chúng mà sao ấy. À, tức là nương của nhà em của thì vẫn còn một ít, tuy nhiên là ở tương đối xa, nhưng mà do như trước vì là để
tương đối là lâu rồi, bây giờ cũng dần rậm rạp nhiều, bây giờ nếu mà làm phải khai hoang lại. Còn bởi vì là lẽ ra là trước đây là cũng là nương ngô, nhưng mà vì là bố mẹ mất rồi ấy, thì không, các em thì vẫn còn nhỏ tuổi không làm được, thì bây giờ đến bây giờ thì hiện tại lớn thì lại có thể gọi là làm được, nhưng mà nó lại đã rậm rạp quá rồi thì phải khai hoang lại một lần nữa thì mới đi trồng ngô được các bác. Thế thì hôm nay thì tạm thời là anh em cũng có mang cái phần nhu yếu phẩm cũng như là nén năng lượng vào cho em của thì cũng thắp sáng cũng như là có thêm lương thực để ăn tạm thời như vậy. Còn anh em hiện tại cũng có vội công việc vội đi những chỗ khác nữa, chắc em Dương chỗ hoàn cảnh của em của thì sẽ tạm thời gác lại, anh em cũng bàn bạc tính toán đã. Còn bây giờ em Dương cũng xin phép được dừng video này đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị ở cái video tiếp theo ạ.